Thế nào, xin cảm ơn quý vị. Xin thân ái chào quý vị đã trở lại chương trình Văn hóa và Con người với Phiền An hàng tuần. Và như Phiền An đã cho quý vị biết là chương trình của chúng ta là mỗi tuần là chúng ta tiếp đón một nhân vật. Và tuần trước thì nếu quý vị nào chưa có theo dõi cái chương trình tuần trước thì Phiền An xin nhắc lại là tuần trước và cho tới tuần này thì Phiền An cuộc nói chuyện với Hoa hậu Kim Vân, Hoa hậu áo dài Long Beach năm 1982, Hoa hậu Kim Vân. Và tuần lễ hôm nay cũng với Hoa hậu Kim Vân thì chúng tôi đang nói tới thiên chức mà chị đã được là mục sư tinh lành. Chị rao giảng lời Chúa nhân cái mùa phục sinh thì có lẽ là quý vị cũng muốn biết là Hoa hậu Kim Vân là một mục sư thì chị nói như thế nào về phúc âm và đời sống của một mục sư thay đổi như thế nào đối với một người phụ nữ Việt Nam. Một cái việc quá là đối với Phiền An là Phiền An cho đó là một cái việc rất quan trọng và rất là khó khăn. Thế nhưng một người phụ nữ Việt Nam có thể làm được cái điều đó dễ dàng hay không? Mời quý vị trở lại với mục sư Kim Vân. Phiền An cảm ơn chị Kim Vân. Bây giờ cái này thì chắc lẽ phải nói mục sư, không nói là Hoa hậu Kim Vân nữa mà là mục sư Kim Vân. Thưa chị, thưa mục sư, vậy thì cái công việc truyền giáo, mục sư nghĩ như thế nào về cái công việc truyền giáo đối với một người phụ nữ? Nếu mà mình xem trong Kinh Thánh, vâng, Chúa dùng những người nữ đi truyền giáo cho Chúa. Khi mà Chúa sống lại đó, đầu tiên người mà Chúa kêu gọi là người phụ nữ và đi nói về Chúa đã sống lại cho mọi người, và bà chia sẻ về Chúa cho nhiều người. Mà Chúa dùng rất là nhiều người nữ trong Kinh Thánh vì cái tấm lòng đơn sơ của họ. Và đa số phụ nữ của chúng ta có cái sự mềm mại, nhẹ nhàng, và nhất là cái sự kiên trì, kiên nhẫn. Vì bản chất của mình là người mẹ, mình rất là kiên nhẫn. Vì lẽ đó, người phụ nữ mà đứng trong vai trò truyền giáo thì rất là dễ thành công. Vâng, vậy thì mục sư cho biết là trong Hội Thánh Tin Lành thì trước đây đó, thưa quý vị, là Phiền An, là quý vị xem chương trình cũng biết Phiền An Công giáo, Phiền An có cái đức tin và tin vào Hội Thánh Công giáo. Thế nhưng mà không có một cái sự khác biệt rất lớn đâu đối với Công giáo và Tin Lành. Thế nhưng bên Công giáo thì thật sự chỉ có các sơ làm công tác mục vụ, công tác bác ái thôi, chưa nghe tới các sơ sẽ là người truyền giáo, và phải nghe rất ít, chỉ có các cha để rao giảng thôi. Thế thì tại bên Tin Lành là lần đầu tiên thì khi Phiền An nghe đó là có nữ mục sư thì Phiền An rất là ngạc nhiên, và Phiền An không hiểu. Chị có biết tại sao Hội Thánh Tin Lành lại bắt đầu phát triển với mục sư nữ, và từ bao giờ và hiện nay thì có rất nhiều hay không? Dạ, hiện nay thì Kim Vân được biết đó là đã có hơn một vài hệ phái của Tin Lành, đã có hơn tới 2-3 ngàn nữ mục sư trong cái hệ phái Tin Lành Lutheran, Evangelical Lutheran. Và ngoài ra trên hệ phái Pentecost ngũ tuần là cũng đã có nhiều nữ mục sư. Và theo Kinh Thánh thì chúng tôi làm bất cứ điều gì các mục sư không làm ngoài theo lời Chúa dạy. Bây giờ thử xem lại Kinh Thánh là lời của Chúa dạy, có câu nào ở trong Kinh Thánh mà Chúa cấm là người phụ nữ không được đi rao giảng lời Chúa hay không? Mà nếu Chúa không cấm thì ai cấm? Loài người, con người hay giáo hội cấm hay sao? Nếu mình theo Chúa thì mình phải làm theo lời của Chúa dạy, chứ mình không làm theo truyền thống, và mình cũng không làm theo cái người ở trên muốn làm gì. Vâng. Thưa quý vị, chị Kim Vân mà hôm nay Phiền An ngồi nói chuyện là một mục sư, và trong cái phút này đây thì chúng tôi đang nói chuyện giữa một người muốn tìm hiểu về cái vai trò của một mục sư truyền giáo như thế nào. Thế thì chị mục sư có thể cho biết là có khó khăn gì đến với một nữ mục sư hay không? Khi mà mình đi công tác truyền giáo thì người nữ mục sư có gặp những cái khó khăn gì hay không? Chắc chắn là không. Thật sự là truyền giáo không phải là nữ mục sư hay là nam mục sư mới làm cái bổn phận đi truyền giáo. Cái sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi chúng ta khi mình tin Chúa rồi đó, mình là con của Chúa và tất cả mọi người đều là môn đồ của Chúa.
không phải chỉ có mục sư hay linh mục mới đi làm công việc truyền giáo, nhưng mà đó là cái trách nhiệm của tất cả con dân của Chúa. Vì vậy nữ hay nam đều không có cái trở ngại đó. Vậy thì mục sư nghĩ như thế nào khi chúng ta đang nói tới một công việc, khi chúng ta nói là người tin Chúa trên môi miệng và người tin Chúa bằng hành động, thì giữa hai cái việc đó nó khác biệt gì? Và thường thì Chúa nói rằng khi chúng ta nói chúng ta đi truyền giáo hay là chúng ta làm chứng lời Chúa, thì những cái điều của chúng ta nói sẽ được ơn phước rất nhiều. Phải nói là được ơn phước rất nhiều. Bởi vì có những Chúa nói rằng là phước cho những ai không thấy mà tin. Thế thì đối với mục sư nghĩ như thế nào nếu mà người ta không theo đạo, mà người ta vẫn làm theo những cái điều mà mình thấy phúc âm có giảng dạy, thì cái điều nào gọi là cái điều được ơn phước? Vai trò mục sư nghĩ như thế nào? Nghĩa là họ không có tin Chúa nhưng mà họ vẫn làm những điều tốt theo giống như Kinh Thánh. Thấy Kinh Thánh nhưng mà họ làm. Khi chúng ta mở Kinh Thánh là Chúa dạy ta là phải làm vậy. Và họ cũng làm vậy. Thì theo mục sư thì cái điều đó nó làm chứng như thế nào trong cái hành động và lời nói, thì nó khác biệt hay không? Nếu mà họ làm những cái hành động mà theo giống như lời Chúa dạy thì họ có phần thưởng Chúa đã ban. Chúa nhìn vào tấm lòng chứ Chúa không nhìn vào cái môi miệng. Nhiều khi có nhiều người là tín đồ, mình nói về Chúa rất là hay, mình thuộc cả Kinh Thánh rất là giỏi, nhưng mà làm theo lời Chúa thì mình không làm bao nhiêu cả. Một người họ không biết Kinh Thánh nhưng họ sống và làm giống như Kinh Thánh dạy thì Chúa xét theo cái lương tâm của người đó, và người đó vẫn có phần thưởng cuối cùng mà Chúa ban cho. Thưa quý vị, như vậy thì có phải là khi chúng ta làm trong cái cuộc sống của chúng ta, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhưng đôi khi cái lời nói đẹp cũng chưa chắc là đẹp nếu sau cái lời nói đó là hành động không đẹp. Vì vậy mà có thể nói trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, muốn để trở thành một cái người mà tốt thì chúng ta phải sống đúng lương tâm của mình. Như mục sư nói là Chúa luôn nhìn vào lương tâm của cái người đó, đúng không ạ? Đúng rồi. Chúa sẽ ban cái phần thưởng đó. Cũng như nếu mà quý vị là Phật giáo, quý vị tin Đức Phật, hay là quý vị là một đạo gì đó, quý vị tin theo một cái đấng thiêng liêng nào đó của quý vị, nhưng mà vẫn hãy sống tới đúng lương tâm của mình, thì quý vị sẽ được cái phần thưởng của Thượng Đế. Thế thì thưa chị, là một mục sư, cái công tác truyền giáo nó đòi hỏi như chúng ta biết là lý tưởng. Không có lý tưởng không làm được gì đâu. Nhưng mà có lý tưởng thì cái lý tưởng đó đôi khi nó sẽ bắt mình phải vượt qua những cái nhiều cái khó khăn, những cái phải nói là càng có nhiều khó khăn thì càng có nhiều cái thử thách. Và nếu mà mục sư là một người phụ nữ, vượt qua những cái thử thách đó là điều đầu tiên là vấn đề thần học. Mình phải học thuộc phúc âm, mình phải hiểu thật rõ phúc âm. Qua những cái lớp thần học thì đối với mục sư nó khó khăn như thế nào? Thần học thì thật sự đối với Kim Vân là không có. Mà Kim Vân vì quá yêu thích, mình yêu một cái nghề nào đó, hay là mình yêu một cái việc nào đó thì mình học á, mình say mê vô cùng, nó không là khó khăn nữa. Hồi mà Kim Vân đi học á, mà vừa học tiếng Việt mà vừa học tiếng Mỹ nữa đó, mà phải làm những cái bài luận án bằng tiếng Mỹ đó, Kim Vân được hạng E hết, A plus, hạng nhất nhất hết, vì mình yêu thích. Trong cái vấn đề thần học thì Kim Vân thấy là mình yêu thích thì không có gì là khó cả. Và thứ hai nữa là biết cầu nguyện và Chúa chỉ cho mình để mình hiểu lời Chúa một cách trung thực. Thưa quý vị, Phía Nam sẽ tạm ngừng trong giây lát và mời quý vị theo dõi vài cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, phải trở lại với câu chuyện phúc âm với mục sư Kim Vân. Cảm ơn quý vị.